Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Phước Mai Vlog nha. Hôm nay mình sẽ quay cảnh quê nhà cho các bạn cùng xem. Đây mình đang ở Ca Đô nha, huyện Tương Dương, Lâm Đồng. Ở đây cảnh rất là đẹp nha các bạn. Cây sâm thì lá cũng sâm luôn nha. Xa xa thì trâu đang gặm cỏ, xanh nhất luôn. Ở đây mùa mưa nên là cây xanh rất là tốt. Còn mùa nắng thì cũng xanh nhưng mà nó không được bằng mùa này. Thì mùa này đủ nước hơn. Đây trâu quá trời luôn ha, cảnh đẹp quá trời luôn. Đây. Và bây giờ mình sẽ đi tiếp tục, mình quay tiếp cái cảnh ở dưới cho các bạn xem nha. Đến 2-3 cái áo khoác luôn, tại vì buổi sáng ở đây rất là lạnh. Còn dân thành phố mà lên đây thì họ vẫn bình thường giống ở Sài Gòn, nhưng mà họ nói là mát, nhưng mình dân ở đây thì khô lạnh. Cây xanh, lá xanh, mọi thứ đều màu xanh. Đây. Quá đẹp không? Em mình sẽ đứng trên cái cầu, mình quay xuống cảnh đẹp cho các bạn nha. Đây. Trâu quá trời trâu luôn. Xa thì có mấy người họ đang cắt rau. Họ đang cắt rau xà lách. Rau xà lách nha các bạn. Đây chim én bay lượn tùm lum hết. Đây én quá trời én luôn. Đây, mình đang đứng trên cái cầu hướng dưới kia. Mình không thể đi qua bên kia để quay được. Rồi, hôm nay mình chỉ quay được như vậy thôi. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Nếu các bạn nào thấy hay, hãy share chương trình cho mình nha. Và cho mình một like nha các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.